giáo dục và đào tạo là một trong 8 lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu trong triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. COVID-19 đã và đang đặt ra nhiều thách thức, nhưng cũng là cơ hội để giáo dục đại học của Đà Nẵng chuyển đổi số sâu rộng, toàn diện. Hiện nay, 100% các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố đang tiến hành dạy học trực tuyến. Các trường đã phát triển nền tảng hỗ trợ dạy và học từ xa, ứng dụng triệt để công nghệ số trong công tác quản lý giảng dạy và học tập, số hóa tài liệu, giáo trình. Bên cạnh đó, việc kiểm tra thi trực tuyến cũng đã được triển khai. Đây là bước đầu trong việc chuẩn hóa công nhận giá trị của các chứng chỉ học trực tuyến. Khi mà làm việc trực tuyến nhiều thì các bạn sinh viên cũng như là cả giảng viên nữa, cả hai phía đều rèn luyện được cái năng lực làm việc online. Đó là cái nhu cầu tất yếu của tương lai. Chúng ta rèn luyện được cái khả năng làm việc trực tuyến thông qua công nghệ thông tin và cũng phát huy cái tư duy làm việc dựa trên cái xu hướng là chuyển đổi về công nghệ số trong cái quá trình mà học và làm việc. Những thành tố quan trọng để triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số trong giáo dục là con người, phương thức dạy và học, kỹ thuật và hạ tầng công nghệ. Trong đó, sự thay đổi nhận thức của người dạy và người học đóng vai trò then chốt. Các thầy cô thì cũng được đào tạo về chuyển đổi số, về tiếp cận những cái công nghệ thông tin mới nhất hay là hiện đại nhất để mà có thể áp dụng vào cái việc giảng dạy của mình trên cái nền tảng là offline hoặc là online, thì cũng song hành thì cố gắng truyền đạt được tốt những cái kiến thức về cả lý thuyết cho các bạn cũng như là cái nền tảng cơ sở để các bạn có thể là quay lại trường và có thể thực hành được. Chuyển đổi số trong đào tạo, đại học không đơn giản chỉ là quá trình thay đổi cách dạy, cách học hay là chuyển từ dạy và học trực tiếp sang dạy và học trực tuyến, mà là đưa toàn bộ hoạt động đào tạo lên môi trường số. Điều này đòi hỏi các trường đại học cần có sự đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, nhân lực. Thời gian qua, nhờ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các trường cao đẳng đại học ở Đà Nẵng không lúng túng khi việc học trực tuyến kéo dài vì dịch. Nhà trường cũng phải xây dựng được một cái hạ tầng, một cái môi trường là về hạ tầng công nghệ thông tin, tài nguyên, tức là giáo trình tài liệu để phục vụ cho sinh viên. Cũng phải làm một cái động tác cũng rất quan trọng, đó là người học và người dạy cũng phải là có một cái tư duy phải thay đổi và thay đổi thực sự. Nhưng mà cái này thì cũng không phải đơn giản. Tôi cũng có thể nói là nó phải không phải một sớm một chiều, cũng phải là từng bước đấy, thì mới đạt được cái hiệu quả. Thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số được xem là chìa khóa quan trọng trong tất cả các lĩnh vực ngành nghề. Với vai trò đào tạo nguồn nhân lực tương lai, giáo dục đại học đang thực hiện chuyển đổi số một cách mạnh mẽ và tiếp tục cần có những chính sách, kế hoạch cụ thể và phù hợp để đảm bảo chất lượng giáo dục, đảm bảo sự bình đẳng trong tiếp cận giáo dục đối với các đối tượng người học khác nhau.